Trong phong thủy, cửa chính của ngôi nhà đóng vai trò vô cùng quan trọng và có thể nói là trung tâm của việc điều chỉnh luồng năng lượng. Được gọi là miệng khí, trong phong thủy, cửa chính không chỉ là lối đi ra vào, mà còn là nơi đầu tiên tiếp nhận năng lượng từ bên ngoài vào nhà. Năng lượng tốt, hay còn gọi là khí, khi đi qua cửa chính sẽ lan tỏa khắp không gian, mang lại tài lộc, bình an và thịnh vượng cho gia đình. Đối với người Á Đông nói chung, việc thiết kế và lựa chọn cửa chính theo phong thủy là một trong những yếu tố hàng đầu cần được xem xét khi xây dựng hoặc cải tạo nhà cửa. Theo quan điểm phong thủy, nếu cửa chính của một ngôi nhà được bố trí, thiết kế đúng cách, nó sẽ là con đường dẫn dắt năng lượng tích cực, mang lại sự thịnh vượng, hòa hợp và bình an cho cả gia đình. Ngược lại, nếu cửa chính không được lựa chọn và bố trí phù hợp, nó có thể làm cản trở luồng khí, xua đuổi tài lộc và gây ra những khó khăn trong cuộc sống. Tầm quan trọng của cửa chính không chỉ dừng lại ở khía cạnh thẩm mỹ, mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe, tài chính và các mối quan hệ của gia chủ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chọn cửa chính phù hợp theo phong thủy để thu hút tài lộc, bình an và may mắn. Bài viết sẽ đi sâu vào những yếu tố như vị trí, hướng, màu sắc, kích thước và chất liệu của cửa chính, cùng với những điều cần tránh khi lựa chọn cửa để đảm bảo ngôi nhà luôn đón nhận nguồn năng lượng tốt đẹp nhất. Hãy cùng nhau khám phá chi tiết cách mà phong thủy có thể cải thiện cuộc sống của bạn qua việc chọn lựa cửa chính cho ngôi nhà của mình. 1. Vị trí cửa chính trong phong thủy. Vị trí của cửa chính có vai trò quan trọng nhất trong việc điều hướng năng lượng vào nhà. Theo nguyên tắc phong thủy, cửa chính cần được đặt ở vị trí thuận lợi, không bị che chắn bởi cây cối, cột điện hoặc các vật cản lớn. Điều này giúp đảm bảo rằng dòng chảy năng lượng từ bên ngoài có thể dễ dàng tiếp cận và đi vào nhà, mang lại sự thịnh vượng và bình an cho gia chủ. Cửa chính được coi là miệng khí của ngôi nhà, và đây là nơi mà tất cả các nguồn năng lượng bên ngoài xâm nhập vào trong không gian sống. Nếu cửa chính bị chắn bởi các vật thể, luồng khí sẽ không thể lưu thông mượt mà, dẫn đến việc tài lộc và cơ hội tốt không thể đến với gia đình. Ngược lại, nếu cửa chính được đặt ở vị trí mở rộng, thoáng đãng, không bị cản trở, năng lượng tích cực sẽ dễ dàng lan tỏa khắp ngôi nhà, mang lại sự thịnh vượng và vận may. Một số lưu ý khi chọn vị trí cửa chính là tránh đặt cửa đối diện với góc nhọn của các tòa nhà xung quanh hoặc đối diện với cột điện, cây lớn, vì những vật thể này có thể gây ra sát khí, khiến năng lượng bị gián đoạn và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tài lộc của gia đình. Cửa chính cũng không nên nằm ở vị trí cuối hành lang dài hoặc đối diện trực tiếp với cầu thang vì nó sẽ làm giảm dòng chảy năng lượng tích cực vào nhà. 2. Màu sắc cửa chính thu hút tài lộc. Màu sắc của cửa chính không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến yếu tố phong thủy của ngôi nhà. Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa riêng, đại diện cho từng yếu tố trong ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến năng lượng của ngôi nhà. Chẳng hạn, người mệnh thủy nên chọn cửa chính có màu xanh dương, đen hoặc trắng, vì các màu này phù hợp với hành thủy hoặc kim, theo quy tắc ngũ hành, kim sinh thủy. Điều này sẽ giúp gia chủ tăng cường vận may, tài lộc và sự thuận lợi trong cuộc sống. Người mệnh hỏa có thể chọn các màu đỏ, cam hoặc tím để kích hoạt yếu tố hỏa trong phong thủy, từ đó thúc đẩy sự nhiệt huyết và tài lộc. Bên cạnh đó, cửa chính cũng nên tránh các màu sắc quá tối tăm hoặc u ám, vì những màu này có thể làm giảm năng lượng tích cực và tạo cảm giác nặng nề, u ám cho gia chủ. Một cửa chính với màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng và phù hợp với mệnh của gia chủ sẽ tạo ra sự chào đón dễ chịu và giúp luồng khí tích cực được lưu thông dễ dàng hơn, mang lại tài lộc và may mắn. 3. Chất liệu cửa chính phù hợp. Chất liệu cửa chính là yếu tố không thể bỏ qua khi lựa chọn cửa chính theo phong thủy. Chất liệu của cửa không chỉ ảnh hưởng đến độ bền của cửa mà còn tác động đến phong thủy, giúp tăng cường hoặc làm giảm năng lượng của ngôi nhà. Cửa gỗ là lựa chọn phổ biến nhất trong phong thủy vì gỗ đại diện cho yếu tố mộc, yếu tố mang tính ổn định, mềm mại và gần gũi với thiên nhiên. Gỗ mang lại cảm giác ấm cúng, thân thiện và tạo ra sự cân bằng cho không gian sống. Tuy nhiên, để duy trì năng lượng tốt, cửa gỗ cần được bảo trì thường xuyên để tránh bị mục nát hoặc hỏng hóc. Kim loại là một chất liệu mạnh mẽ khác, thường được sử dụng cho cửa của những ngôi nhà lớn hoặc cần sự bảo vệ cao.
cửa kim loại giúp gia tăng cảm giác an toàn và mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi sử dụng cửa kim loại, bạn nên tránh làm cho ngôi nhà trở nên quá cứng cáp và lạnh lẽo. Cửa kính là lựa chọn hiện đại nhưng cần cân nhắc kỹ lưỡng trong phong thủy. Mặc dù cửa kính giúp không gian trở nên sáng sủa, nhưng lại dễ làm tản khí và khó giữ lại nguồn năng lượng tốt. Khi sử dụng cửa kính, bạn nên kết hợp với các vật liệu khác để cân bằng yếu tố phong thủy. 4. Hướng cửa chính theo phong thủy. Hướng cửa chính là yếu tố quyết định cách mà năng lượng từ bên ngoài đi vào nhà. Mỗi hướng cửa sẽ tương ứng với một nguồn năng lượng khác nhau và có tác động đến cuộc sống của gia chủ. Chọn đúng hướng cửa chính sẽ giúp bạn thu hút tài lộc, vận may và sự bình an. Theo phong thủy, hướng cửa chính nên phù hợp với mệnh của gia chủ. Chẳng hạn, nếu bạn thuộc mệnh thủy, cửa chính nên hướng về phía bắc, đông hoặc đông nam để đón nhận năng lượng tốt nhất. Người mệnh hỏa có thể chọn hướng nam hoặc đông nam để kích hoạt yếu tố hỏa, thu hút tài lộc và thịnh vượng. Ngoài ra, hướng cửa chính cũng cần tránh đặt đối diện với những nguồn năng lượng tiêu cực như đường lớn đâm thẳng vào nhà, nghĩa trang hoặc các khu vực có năng lượng âm mạnh. Việc chọn hướng cửa chính một cách cẩn thận sẽ giúp bảo vệ gia đình khỏi những tác động xấu và mang lại sự thịnh vượng bền vững. 5. Kích thước cửa chính hợp lý. Kích thước cửa chính phải tương xứng với kích thước tổng thể của ngôi nhà. Một cửa chính quá nhỏ sẽ làm hạn chế dòng năng lượng vào nhà, trong khi cửa quá lớn sẽ gây ra sự phân tán năng lượng, khó kiểm soát và không giữ được tài lộc. Để chọn kích thước cửa chính phù hợp, bạn có thể sử dụng bảng kích thước lỗ ban, công cụ truyền thống trong phong thủy giúp xác định các kích thước may mắn cho cửa. Kích thước hợp lý không chỉ mang lại sự hài hòa về mặt thẩm mỹ mà còn giúp năng lượng lưu thông tốt hơn, từ đó mang lại sự thuận lợi trong công việc và cuộc sống của gia chủ. Việc chọn kích thước cửa chính hợp lý còn đảm bảo rằng ngôi nhà không bị thất thoát năng lượng, giúp gia đình luôn trong trạng thái cân bằng và ổn định. Kích thước phù hợp sẽ tạo ra sự thoải mái cho cả người sống trong nhà và khách ghé thăm, đồng thời giúp thu hút những điều tốt đẹp đến với gia đình. 6. Các điều cần tránh khi chọn cửa chính. Bên cạnh việc chọn lựa cửa chính phù hợp, cũng cần tránh một số điều cấm kỵ trong phong thủy để đảm bảo rằng cửa chính không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đến năng lượng của ngôi nhà. Không đặt cửa chính đối diện với cửa sau, việc này sẽ tạo ra hiện tượng xuyên tâm sát, khiến năng lượng tốt từ cửa trước đi thẳng ra cửa sau mà không lưu lại trong nhà. Điều này dễ làm mất tài lộc và cơ hội phát triển. Không đặt cửa chính đối diện với cầu thang. Nếu cầu thang đối diện với cửa chính, luồng khí sẽ bị đẩy ngược lên tầng cao mà không lưu thông đều đặn trong nhà. Điều này gây ra sự mất cân bằng năng lượng, làm gia chủ dễ mất tài lộc và may mắn. Không để cửa chính bị hư hỏng, xuống cấp. Một cửa chính bị hỏng hóc hoặc không được bảo trì đúng cách sẽ làm giảm khả năng thu hút năng lượng tốt. Hãy luôn đảm bảo cửa chính của bạn sạch sẽ, hoạt động tốt và không bị trầy xước hoặc nứt vỡ. Cửa chính là cánh cửa đầu tiên dẫn dắt tài lộc, bình an và may mắn vào nhà. Bằng cách lựa chọn cửa chính theo các nguyên tắc phong thủy, bạn không chỉ giúp cải thiện cuộc sống mà còn thu hút những điều tốt đẹp, sự thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình. Từ việc chọn vị trí, màu sắc, kích thước, hướng cho đến chất liệu cửa, mỗi yếu tố đều đóng góp vào việc tối ưu hóa nguồn năng lượng tích cực. Hãy nhớ rằng, phong thủy là nghệ thuật cân bằng giữa con người và môi trường. Một cửa chính đúng phong thủy không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn mở ra cánh cửa thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình bạn. Kính thưa quý vị có biết, trong tử vi phong thủy và tâm linh, người xưa luôn có những lời khuyên quý giá và sâu sắc về cách sống, cách quản lý nhà cửa để duy trì hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng cho gia đình. Trong những lời dạy đó, có một điều răn quan trọng mà chúng ta nên ghi nhớ, nhà có ba vật, bỏ ngay kẻo khó mà giàu. Những vật phẩm này không chỉ không mang lại năng lượng tốt lành mà còn có thể gây hại cho gia chủ. Vậy, những vật phẩm nào được xem là tối kỵ, không nên giữ trong nhà? Hãy cùng kiểm tra và tìm hiểu kỹ hơn để xem nhà bạn có những vật phẩm này không và tại sao lại nên loại bỏ chúng để bảo vệ vận may và tài lộc của gia đình. Đồ cổ không rõ nguồn gốc. Nhiều người có sở thích sưu tầm đồ cổ vì chúng mang giá trị kinh tế cao và có thể làm đẹp cho không gian sống. Tuy nhiên, theo lời khuyên của người xưa,
không nên đặt đồ cổ trong nhà, đặc biệt là những món đồ không rõ nguồn gốc. Đồ cổ thường có nguồn gốc lai lịch không rõ ràng, thậm chí có thể được lấy từ những ngôi mộ cổ, lăng tẩm, nên chúng có thể nhiễm tà khí, khí độc hoặc kim loại nặng. Khi đặt đồ cổ trong nhà, chúng có thể phát tán khí độc vào không gian sống, gây nhiễu loạn trường khí và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của gia chủ. Ngoài ra, đồ cổ còn có thể gây ra những nguy cơ về an ninh. Những món đồ quý giá này có thể thu hút sự chú ý của kẻ trộm, gây ra những nguy cơ mất an toàn cho gia đình. Hơn nữa, đồ cổ không rõ nguồn gốc có thể liên quan đến các vấn đề pháp luật, khiến bạn có thể gặp rắc rối với cơ quan chức năng. Chính vì vậy, tốt nhất là không nên giữ đồ cổ trong nhà, đặc biệt là trong phòng ngủ. Nếu bạn thực sự yêu thích và muốn sưu tầm đồ cổ, hãy đảm bảo chúng được lưu trữ trong tủ đựng riêng có khóa và có phòng riêng để tránh ảnh hưởng xấu. Bát đĩa vỡ sức mẻ. Bát đĩa trong nhà không chỉ là vật dụng thường ngày mà còn mang ý nghĩa phong thủy quan trọng. Bát thể hiện cho bát cơm của gia chủ, nên việc sử dụng bát đĩa vỡ sức mẻ có thể gây ra những điều không may mắn. Người xưa kiêng kỵ việc sử dụng bát đĩa vỡ sức mẻ, bởi chúng thường chỉ dùng cho vật nuôi hoặc người ăn mày, và trong ứng xử giao tiếp, bát sức mẻ thể hiện sự khinh thường, bất kính. Bát đĩa vỡ sức mẻ cũng có thể gây tai nạn khi sử dụng và khó khăn trong việc ăn uống. Vì vậy, dù cuộc sống có khó khăn, người xưa luôn kiêng dùng bát đĩa sức mẻ. Nếu trong nhà có bát đĩa bị vỡ, bạn nên thay mới và vứt bỏ chúng ngay lập tức để không ảnh hưởng đến phong thủy. Việc giữ lại bát đĩa sức mẻ không chỉ làm mất đi vẻ đẹp của không gian sống mà còn vô tình mang đến những điều không may mắn, gây ra xích mích và hiểu lầm không đáng có trong gia đình. Hoa tàn cây héo. Cây cảnh và hoa luôn mang lại sự tươi mới và sinh khí cho ngôi nhà. Tuy nhiên, khi cây cảnh chết, hoa tàn héo, chúng lại mang năng lượng tiêu cực và cần phải loại bỏ ngay. Người xưa rất coi trọng việc giữ cây cảnh tươi tốt và xanh mát trong nhà, bởi chúng tượng trưng cho sự sống và sự phát triển. Tuy nhiên, khi cây cảnh khô héo, hoa tàn, chúng không còn mang lại năng lượng tích cực mà lại là biểu hiện của sự suy tàn, mang đến năng lượng âm ảnh hưởng đến dương khí trong nhà. Hoa tàn cây héo còn có thể giữ bụi, tiềm chứa vi khuẩn, nấm mốc, không tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Khi nhìn vào cây khô, hoa héo, tinh thần của mọi người cũng bị ảnh hưởng, dễ bị tụt giảm, không được thúc đẩy năng lượng tích cực. Điều này dẫn đến cảm giác chán nản, bi quan, bỏ bê công việc và cuộc sống, thiếu nỗ lực khi gặp khó khăn. Do đó, để gia đình luôn vui vẻ, tinh thần phấn chấn, cần loại bỏ ngay những loại cây này. Nếu bạn muốn lưu giữ những kỷ niệm bằng cây khô, hoa khô, nên để chúng ở phòng riêng biệt hoặc bọc kín lại để tránh ảnh hưởng xấu đến không gian sống chung. Việc loại bỏ cây cảnh chết, hoa tàn héo không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn giúp duy trì năng lượng tích cực và tài lộc cho ngôi nhà. Những vật phẩm khác cần lưu ý. Ngoài ba vật phẩm chính được đề cập trên, còn có một số vật phẩm khác trong nhà mà bạn nên lưu ý để đảm bảo phong thủy tốt và vận may cho gia đình. Ví dụ như gương vỡ không chỉ là điềm xấu trong phong thủy mà còn nguy hiểm cho sức khỏe khi sử dụng. Nên thay thế ngay khi gương bị vỡ hoặc nứt. Đồ điện tử hỏng không chỉ chiếm diện tích mà còn gây ra cảm giác bừa bộn, ảnh hưởng xấu đến phong thủy. Nên sửa chữa hoặc loại bỏ những đồ điện tử không còn sử dụng được. Ảnh chụp cũ, buồn, ảnh chụp cũ, đặc biệt là những bức ảnh mang kỷ niệm buồn, có thể giữ lại năng lượng tiêu cực. Nên lưu trữ chúng một cách cẩn thận, tránh để trong không gian sống chung. Những lời khuyên của người xưa về việc giữ gìn và bài trí nhà cửa không chỉ dựa trên kinh nghiệm thực tiễn mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về mặt phong thủy. Loại bỏ những vật phẩm không tốt lành trong nhà không chỉ giúp duy trì một không gian sống sạch sẽ, gọn gàng mà còn bảo vệ sức khỏe và mang lại vận may, tài lộc cho gia đình. Hãy kiểm tra lại ngôi nhà của bạn, loại bỏ những vật phẩm như đồ cổ không rõ nguồn gốc, bát đĩa vỡ sức mẻ và cây cảnh khô héo để đảm bảo rằng ngôi nhà luôn tràn đầy năng lượng tích cực và may mắn. Kính thưa quý vị thân mến, trong tử vi phong thủy và tâm linh, trên người có 5 chỗ càng to và xấu, lại càng hút lộc, hưởng phúc phần dài lâu. Có lẽ nhiều người trong chúng ta không biết rằng,
những đặc điểm tưởng chừng như không đẹp mắt trên cơ thể lại có thể mang lại tài lộc và phúc phần dài lâu. Những đặc điểm này không chỉ làm cho chúng ta trở nên đặc biệt mà còn giúp thu hút vận may và tài lộc trong cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về những vị trí đặc biệt này và khám phá xem liệu bạn có sở hữu những đặc điểm may mắn này không. 1. Cằm to, chẽ làm đôi. Trong nhân tướng học, cằm to và chẽ làm đôi là một đặc điểm quý hiếm và được coi là dấu hiệu của phúc lộc. Bất kể là nam hay nữ, nếu sở hữu cằm đôi thì xác định cuộc đời sẽ đầy phước lành và nhiều lộc. Người này thường mang tính cách hiền lành, phúc hậu và luôn đối đãi tốt với mọi người xung quanh. Cằm chẽ không chỉ là dấu hiệu của sự may mắn mà còn là biểu tượng của sự kiên định và quyết tâm. Những người có đặc điểm này thường rất chăm chỉ và kiên trì trong công việc, từ đó đạt được nhiều thành công và tài lộc trong cuộc sống. Họ cũng là những người biết cách giữ gìn và phát triển mối quan hệ xung quanh, tạo nên một mạng lưới hỗ trợ vững chắc cho sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Ngoài ra, cằm chẽ còn được coi là dấu hiệu của sự trường thọ và sức khỏe tốt. Những người có đặc điểm này thường có sức đề kháng mạnh mẽ và ít khi mắc các bệnh tật nghiêm trọng. Điều này càng giúp họ có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và viên mãn. 2. Mặt to béo. Người sở hữu tướng mặt to thường mang số mệnh may mắn hơn người và tài lộc dồi dào. Không chỉ thông minh và uy tín, họ còn được người khác tin tưởng và chia sẻ mọi chuyện. Trên đường đời, họ rất chăm chỉ và siêng năng, nên luôn được đền đáp xứng đáng. Những người có tướng mặt to thường có khả năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc. Họ biết cách tổ chức công việc và phân bổ nguồn lực hợp lý, từ đó đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, họ có thể tự tích lũy được tài sản lớn cho riêng mình và đảm bảo cuộc sống sung túc. Ngoài ra, mặt to còn là dấu hiệu của sự kiên nhẫn và bền bỉ. Những người này không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn và luôn biết cách vượt qua mọi thử thách. Họ cũng rất giỏi trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ xung quanh, giúp cuộc sống luôn hài hòa và hạnh phúc. 3. Mũi to. Trong nhân tướng học, mũi được gọi là cung tiền tài, liên quan trực tiếp tới tiền tài và danh vọng của một người. Người có tướng mũi đầy đặn, phát triển cả chiều cao lẫn bề rộng chính là tướng đại phú quý. Sự khéo léo và thông minh giúp họ có được những mối quan hệ tốt, hỗ trợ cho sự thành công sau này. Người có mũi to thường có khả năng lãnh đạo bẩm sinh và rất thông minh. Họ dễ gặt hái được thành công và hưởng cuộc sống giàu sang. Khả năng nhạy bén trong việc nhận biết cơ hội và đưa ra quyết định đúng đắn giúp họ luôn ở vị trí dẫn đầu trong sự nghiệp. Ngoài ra, xét về phương diện khoa học, phần đầu mũi to rất tốt cho sức khỏe. Người có mũi to thường ít mắc bệnh cảm do khả năng chống vi khuẩn xâm nhập cao. Điều này không chỉ giúp họ có thể làm việc hiệu quả mà còn đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và năng động. 4. Miệng rộng. Trong nhân tướng học, phụ nữ có khuôn miệng rộng được coi là tướng đại phú đại quý, vượng phu ích tử. Họ là những người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và mang đến tài lộc cho chồng con. Nhờ vào sự khéo léo và duyên dáng trong giao tiếp, họ giúp chồng thăng hoa trong sự nghiệp và con cái khỏe mạnh, tương lai rạng ngời. Phụ nữ có miệng rộng thường rất giỏi xã giao và có duyên ăn nói. Họ biết cách thu hút và tạo dựng lòng tin với người khác, từ đó xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng lớn và vững chắc. Điều này không chỉ giúp họ thành công trong công việc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho gia đình. Theo quan niệm dân gian, miệng rộng còn được ví như cửa nhà kho lớn, giúp tài lộc ào ào đổ về không ngừng. Tướng người này thường có phúc khí lâu bền và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Họ không chỉ tự mình đạt được nhiều thành công mà còn mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho gia đình. 5. Dái tai dày mọng. Người có dái tai dày mọng thường được dự báo cả đời phúc đức không ai sánh bằng. Nhân tướng học chỉ rõ, những người này luôn có quý nhân và thần tài theo gót, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc. Họ thường gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống, từ công việc đến các mối quan hệ cá nhân. Dái tai dày mọng cũng là dấu hiệu của sự thông minh và nhạy bén. Những người này thường rất giỏi trong việc nắm bắt cơ hội và đưa ra quyết định đúng đắn. Họ biết cách tận dụng các mối quan hệ và tài nguyên xung quanh để đạt được mục tiêu của mình. Càng về hậu vận, người có dái tai dày mọng càng an nhàn hưởng phước con cháu.
cuộc sống của họ luôn viên mãn và đủ đầy, không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Họ cũng rất được lòng mọi người xung quanh nhờ vào tính cách hòa nhã và lòng nhân hậu. Kính thưa quý vị! Quý vị thân mến! Trong tử vi phong thủy và tâm linh, có bốn nốt ruồi, đàn ông kiếm ra tiền, đàn bà hái ra lộc. Trong nhân tướng học, vị trí của các nốt ruồi trên cơ thể không chỉ là những điểm trang trí nhỏ bé, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về vận mệnh và tài lộc của con người. Đặc biệt, nốt ruồi ở một số vị trí nhất định có thể dự báo về sự giàu sang, phú quý và hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về các vị trí nốt ruồi đặc biệt này và khám phá xem liệu bạn có sở hữu những nốt ruồi may mắn này không. Đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin thú vị và bổ ích khác. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi. Một, nốt ruồi trong lòng bàn tay. Trong nhân tướng học, người phụ nữ có nốt ruồi trong lòng bàn tay được gọi là nốt ruồi dữ của cải. Đây là nốt ruồi điềm lành, dự đoán sẽ giàu sang phú quý và biết cách kiểm soát vận mệnh của bản thân. Những người có nốt ruồi này thường có khả năng quản lý tài chính xuất sắc, biết cách tiết kiệm và đầu tư hợp lý. Theo thời gian, họ càng gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau khi kết hôn, người phụ nữ có nốt ruồi trong lòng bàn tay sẽ không thiếu tiền tiêu. Họ không chỉ là những người quản lý tài chính tốt mà còn là hậu phương vững chắc cho chồng. Nhờ vào khả năng quản lý tài chính và tính cách cẩn trọng, họ giúp gia đình luôn ổn định và phát triển về kinh tế. Đồng thời, những người này cũng rất khéo léo trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ, giúp gia đình luôn hòa thuận và hạnh phúc. Ngoài ra, nốt ruồi trong lòng bàn tay cũng biểu thị sự may mắn trong công việc. Người phụ nữ có nốt ruồi này thường có khả năng thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, được cấp trên tin tưởng và đồng nghiệp kính trọng. Họ không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn biết cách tận dụng cơ hội để phát triển bản thân và đạt được những thành tựu lớn. 2. Nốt ruồi trên cằm. Trong nhân tướng học, cằm được gọi là nơi phụ trách vận mệnh sự nghiệp và sự giàu có của một người trong những năm tháng sau này. Đối với đàn ông, nốt ruồi ở cằm biểu thị sự giàu có và được gọi là nốt ruồi phú quý. Những người đàn ông có nốt ruồi này thường thông minh hơn và có tài kinh doanh vượt trội. Họ có cái nhìn sâu sắc và khứu giác đặc biệt nhạy bén trong kinh doanh, có thể nắm bắt cơ hội rất tốt và thu được lợi nhuận kết xù. Những người này không chỉ kiếm tiền giỏi mà còn biết cách giữ tiền và đầu tư hợp lý, giúp của cải đi kèm cả đời, suôn sẻ và không lo lắng. Sự nghiệp của họ thường thăng tiến một cách nhanh chóng và bền vững, nhờ vào khả năng lãnh đạo và quản lý tài ba. Ngoài ra, nốt ruồi trên cằm cũng cho thấy người đàn ông có tính cách kiên định và quyết đoán. Họ không dễ bị lung lay trước những khó khăn và luôn biết cách vượt qua mọi thử thách. Điều này giúp họ xây dựng được uy tín và danh tiếng trong lĩnh vực mình theo đuổi, từ đó thu hút được nhiều cơ hội hợp tác và phát triển. 3. Nốt ruồi ở cuối mắt. Đuôi mắt là nơi cung vợ chồng, từ đó có nốt ruồi ở đuôi mắt của một người có thể thấy được tình cảm vợ chồng. Đối với phụ nữ, nốt ruồi ở đuôi mắt là một điềm tốt. Nếu họ gặp được nửa kia biết quan tâm và yêu thương mình, hai người sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Sau khi kết hôn, tình cảm vợ chồng càng thêm thắm thiết, hiếm khi xảy ra cãi vã. Những người phụ nữ này thường có phúc khí và không thiếu người theo đuổi. Loại phụ nữ này thường rất tận tụy và không phản bội nửa kia của mình, có thể từ chối sự cám dỗ. Nhìn chung, người có nốt ruồi ở vị trí này rất có tham vọng cá nhân và có thể tự mình xây dựng cơ ngơi sự nghiệp, tỏa sáng nơi công sở. Đường đời của họ thường suôn sẻ và hạnh phúc. Nốt ruồi ở cuối mắt cũng biểu thị sự thông minh và sắc sảo. Những phụ nữ này thường có khả năng giao tiếp tốt và biết cách thu hút người khác bằng sự duyên dáng và khéo léo của mình. Họ không chỉ thành công trong công việc mà còn được nhiều người yêu mến và kính trọng. 4. Nốt ruồi trên lông mày. Phụ nữ có nốt ruồi trên lông mày thường sinh ra đã mang nhiều vượng khí, cuộc sống tương lai sẽ gặp nhiều quý nhân. Từ sự nghiệp cho đến đời sống riêng tư, họ đều suôn sẻ và thăng hoa. Những người phụ nữ này thường có khả năng quản lý và lãnh đạo tốt, được nhiều người tin tưởng và ủng hộ. Nhìn chung, những phụ nữ có nốt ruồi như vậy là điềm lành, vượng phu ích tử.
cả đời họ sẽ gặp nhiều may mắn và cũng có lợi cho con cháu của mình. Họ không chỉ mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho gia đình mà còn là nguồn động lực và niềm tự hào cho con cháu. Nốt ruồi trên lông mày cũng cho thấy người phụ nữ có trực giác nhạy bén và khả năng phán đoán tốt. Họ thường biết cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách hợp lý, giúp gia đình luôn ổn định và phát triển. Ngoài ra, họ còn rất khéo léo trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ, giúp gia đình luôn hòa thuận và hạnh phúc. Kính thưa quý vị! Quý vị có biết, trong tử vi phong thủy và tâm linh, có 3 không trồng trước mộ, 4 không đem vào giường, là những thứ gì? Trong quan niệm phong thủy và văn hóa dân gian, việc chọn cây trồng trước mộ và những vật dụng đặt trong phòng ngủ có ảnh hưởng quan trọng đến tài lộc, sức khỏe và sự an bình của gia đình. Những quy tắc và kiên kỵ này không chỉ giúp tránh những điều không may mắn mà còn mang lại sự bình an và hạnh phúc cho gia đình. 3 không trồng trước mộ. Cây phát triển nhanh, rậm rạp. Không nên trồng những loại cây phát triển nhanh và rậm rạp trước mộ vì chúng có thể gây nhiều phiền toái. Những cây này có thể nhanh chóng che khuất mộ phần, gây khó khăn cho việc duy trì và dọn dẹp. Vào mùa thu, lượng lá rụng lớn có thể làm bẩn khu vực xung quanh, làm mất đi vẻ trang nghiêm và thể hiện sự bất kính với tổ tiên. Chăm sóc mộ phần tổ tiên là một việc quan trọng, vì thế việc chọn cây trồng cần phải kỹ lưỡng. Cây phát triển nhanh và rậm rạp có thể khiến cho khu mộ trở nên bừa bộn và khó chăm sóc, ảnh hưởng đến vẻ đẹp và sự trang nghiêm của khu mộ. Cây mang ý nghĩa xấu. Một số loại cây mang ý nghĩa không tốt cũng không nên trồng gần mộ phần. Cây phát lộc, còn gọi là ma cây, được cho là mang lại điềm xấu và có thể gây rối loạn cho linh hồn người đã khuất. Mặc dù đây là quan niệm mê tín, nhưng tốt hơn hết vẫn nên tránh trồng loại cây này ở nghĩa trang. Cây đào, dù không mang ý nghĩa xấu, nhưng lại có chức năng xua đuổi ma quỷ theo quan niệm dân gian. Việc trồng cây đào cạnh mộ phần có thể bị coi là không tôn trọng tổ tiên, và hoa đào màu hồng cũng không phù hợp với không khí trang nghiêm của nghĩa trang. Cây có bộ rễ phát triển mạnh. Những loại cây có bộ rễ phát triển mạnh như cây đa, cây trúc cũng không thích hợp để trồng trước mộ. Bộ rễ của chúng có thể lan rộng và gây hại cho cấu trúc lăng mộ, thậm chí ảnh hưởng đến quan tài của tổ tiên. Việc này không chỉ làm hỏng lăng mộ mà còn được coi là bất kính và có thể gây xáo trộn cho gia đình. Cây có rễ phát triển mạnh có thể làm tổn hại đến cấu trúc ngôi mộ, gây ra những thiệt hại không mong muốn và ảnh hưởng đến sự yên nghỉ của người đã khuất. 4. Không để trên giường. Gương. Điều đầu tiên không được đặt trên giường là gương. Nhiều người thường đặt gương cạnh giường ngủ, như vậy sẽ rất tiện cho việc chỉnh sửa trang phục, diện mạo sau khi thức dậy, nhưng lại dễ mang đến nhiều phiền phức cho giấc ngủ. Mọi người luôn bối rối khi thức dậy sau giấc ngủ, nếu vô tình nhìn thấy mình trong gương chắc chắn sẽ không tránh khỏi sợ hãi và rùng mình. Nếu là vào nửa đêm, cảm giác sợ hãi như vậy sẽ càng hoảng sợ hơn. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn không nên để những thứ như gương trên giường. Vũ khí sắc nhọn bằng kim loại. Thứ hai không thể đặt trên giường chính là vũ khí sắc nhọn bằng kim loại. Người xưa tin rằng những dụng cụ kim loại sắc nhọn như dao hay kéo đều có tà khí riêng, đặt trên giường sẽ ảnh hưởng đến tâm trí con người và dễ dẫn đến các vấn đề về thần kinh. Theo quan điểm thực tế, con người khi ngủ luôn rất thư thái, nếu có vũ khí sắc bén cạnh giường, bạn rất dễ bị thương khi lăn lộn hoặc thức dậy vào ban đêm. Đặt vũ khí sắc nhọn cạnh giường không chỉ nguy hiểm mà còn ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Hoa và cây cỏ. Thứ ba không thể không đặt trên giường chính là hoa và cây cỏ. Nhiều khi, mọi người sẽ đặt một số loại hoa và cây ở nhà để trang trí phòng và làm đẹp môi trường. Nhưng những loại hoa và cây này không thích hợp đặt ở đầu giường, vì khi con người ngủ vào ban đêm, hoa và cây cũng sẽ tiêu thụ khí oxy và thải ra khí carbonic. Điều này sẽ dẫn đến chất lượng không khí trong nhà kém, ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, dễ gây đau đầu, lú lẫn và các triệu chứng khác sau khi thức dậy. Ngoài ra, mùa hè nhiều hoa lá, cây cối dễ thu hút muỗi, sinh sôi vi khuẩn, ảnh hưởng đến môi trường phòng ngủ cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. Đồ cổ. Thứ cuối cùng không được để trên giường là đồ cổ. Nhiều người đặt đồ cổ trong phòng để thêm phong cách,
nhưng đặt chúng cạnh giường ngủ không phải là một ý hay. Đồ cổ nói chung là đồ cũ, đa số là đồ của người chết để lại, một số đồ cổ còn được dùng làm tang vật, những đồ vật này được coi là vật cực âm mang tà khí trong phong thủy, nếu chúng sẽ gây sát thương cho con người. Nếu bạn đặt phong thủy sang một bên từ quan điểm thực tế, đồ cổ không nên xuất hiện bên giường. Vì đồ cổ nói chung là đồ có giá trị, đầu giường là nơi mọi người thường xuyên di chuyển, điều này rất mất an toàn cho đồ cổ, nếu không cẩn thận rất dễ bị mất tiền oan. Những điều kiêng kỵ trong phong thủy liên quan đến việc trồng cây trước mộ và đặt vật dụng trong phòng ngủ. Những quy tắc này không chỉ giúp tránh những điều không may mắn mà còn mang lại sự bình an và hạnh phúc cho gia đình. Không phải ai cũng biết rằng có những vật phẩm phong thủy, dù đã cũ rách theo năm tháng, lại càng phát huy sức mạnh thu hút tài lộc, mang lại may mắn cho gia chủ. Những vật phẩm này không chỉ đơn thuần là những đồ vật thông thường mà còn là biểu tượng của sự bền vững, bảo vệ và tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Đặc biệt, nếu chúng đã được giữ gìn qua nhiều thế hệ, chúng còn mang theo một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp gia đình duy trì sự thịnh vượng và bảo vệ tài sản khỏi những tác động tiêu cực. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 8 vật phẩm phong thủy đặc biệt mà càng cũ, càng rách lại càng có sức mạnh thu hút tài lộc và vận may. Đây là những vật phẩm mà dù có cũ kỹ, sờn rách đến đâu, cũng tuyệt đối không được vứt bỏ, vì chúng có thể là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thịnh vượng cho gia đình bạn. Hãy cùng lắng nghe để biết được những vật phẩm nào cần được trân trọng, giữ gìn, và làm thế nào để tận dụng tối đa năng lượng phong thủy mà chúng mang lại. Một, cây phong thủy trồng lâu năm, gốc rễ vững chắc, tài lộc bền vững. Cây phong thủy đã trồng lâu năm trong nhà không chỉ là biểu tượng của sự phát triển bền vững mà còn là nguồn năng lượng dồi dào, giúp gia chủ thu hút tài lộc. Những cây như cây kim tiền, cây lưỡi hổ, cây phú quý khi được trồng lâu năm sẽ tích tụ năng lượng dương mạnh mẽ, gốc rễ càng chắc chắn thì tài lộc càng bền vững. Dù cây có già cỗi, lá không còn tươi xanh như trước, nhưng đó chính là dấu hiệu của một nguồn sinh khí mạnh mẽ, bền bỉ, đã tích lũy qua nhiều năm. Cây phong thủy trong nhà không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại tài lộc cho gia chủ. Những cây càng trồng lâu năm thì càng tích lũy được nhiều năng lượng, càng giúp cho gia chủ ngày càng phát đạt. Hãy chăm sóc chúng thật tốt và đừng bao giờ vứt bỏ, vì đó chính là báu vật mang lại tài lộc và sự thịnh vượng cho gia đình. 2. Chuông gió cũ kỹ kích hoạt năng lượng, hút tài lộc. Chuông gió là một vật phẩm phong thủy quen thuộc, được treo ở cửa ra vào, ban công hoặc trong nhà để kích hoạt luồng khí, thu hút năng lượng tốt. Chuông gió khi treo lâu năm sẽ trở nên cũ kỹ, nhưng đừng vội thay mới, vì âm thanh của chiếc chuông gió cũ đã gắn bó với không gian sống của bạn, trở thành một phần của năng lượng tích cực trong nhà. Âm thanh của chuông gió cũ không chỉ giúp lưu thông không khí mà còn kích hoạt dòng chảy của tài lộc, giúp gia chủ luôn gặp may mắn. Dù có cũ rách, hãy giữ gìn chiếc chuông gió này, vì nó đã trở thành biểu tượng của sự bảo vệ và thu hút tài lộc. Đừng thay mới chuông gió quá thường xuyên, hãy để những chiếc chuông đã cũ nhưng vẫn còn âm thanh vang vọng tiếp tục bảo vệ và mang lại may mắn cho gia đình bạn. 3. Đồng xu cổ, biểu tượng của tài lộc và sự thịnh vượng. Đồng xu cổ, đặc biệt là những đồng xu đã qua nhiều thế hệ, mang trong mình nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Đây là biểu tượng của tài lộc, sự thịnh vượng và bền vững. Theo quan niệm phong thủy, những đồng xu cổ càng cũ, càng sờn thì càng tích tụ nhiều năng lượng dương, giúp gia chủ thu hút tiền bạc và may mắn. Những đồng xu cổ này thường được đặt trong ví, két sắt hoặc treo ở cửa chính để kích hoạt tài lộc. Hãy giữ gìn chúng cẩn thận, vì đây chính là những bảo vật phong thủy giúp gia đình bạn ngày càng phát đạt. Đồng xu cổ không chỉ là vật phẩm may mắn mà còn là một phần của lịch sử, mang theo những câu chuyện, những dấu ấn thời gian, giúp gia chủ duy trì và phát triển tài lộc theo dòng chảy của thời gian. 4. Tượng thần tài cũ bảo hộ tài lộc, gia đình thịnh vượng. Tượng thần tài là một trong những vật phẩm phong thủy phổ biến, thường được đặt ở nơi trang trọng trong nhà hoặc cửa hàng để cầu mong sự thịnh vượng và tài lộc. Theo thời gian, tượng thần tài có thể bị cũ đi, lớp sơn phủ ngoài có thể bong tróc, nhưng đừng vội thay thế bằng tượng mới. Những tượng thần tài đã cũ kỹ, nhưng đã tích lũy được nhiều năng lượng linh thiêng, bảo vệ và mang lại tài lộc cho gia đình.
Tượng thần tài cũ không chỉ đơn thuần là một vật trang trí, mà còn là một vật phẩm phong thủy linh thiêng, mang lại sự bảo vệ và tài lộc cho gia chủ. Hãy giữ tượng thần tài cũ, vì nó đã trở thành biểu tượng của sự bảo hộ và thịnh vượng cho gia đình. Đừng vội bỏ đi, vì làm như vậy có thể khiến tài lộc và sự may mắn của bạn bị tiêu tán. Nếu cần, hãy lau chùi tượng để giữ cho nó sạch sẽ, sáng bóng, nhưng đừng vội thay thế khi nó đã cũ, vì chính sự cũ kỹ đó lại là dấu hiệu của sự tích lũy năng lượng tích cực. 5. Bùa hộ mệnh lâu năm, vật phẩm phong thủy bảo vệ, hút tài lộc. Bùa hộ mệnh, khi được mang bên mình hoặc treo trong nhà suốt nhiều năm, tích lũy một nguồn năng lượng mạnh mẽ, bảo vệ và thu hút tài lộc cho gia chủ. Dù bùa có cũ kỹ, rách nát, đó cũng chính là dấu hiệu cho thấy vật phẩm này đã thực sự phát huy tác dụng, bảo vệ bạn khỏi những điều xui xẻo và mang lại may mắn. Đừng bao giờ vứt bỏ bùa hộ mệnh cũ, vì nó đã gắn bó và bảo vệ bạn suốt thời gian dài. Hãy giữ gìn và tiếp tục mang theo bên mình, để tiếp tục nhận được sự bảo hộ và tài lộc từ vật phẩm phong thủy này. Nếu cảm thấy bùa hộ mệnh đã cũ, bạn có thể cân nhắc đặt nó ở một nơi trang trọng trong nhà, nơi mà nó có thể tiếp tục bảo vệ và mang lại may mắn cho cả gia đình. 6. Tranh vẽ phong thủy cũ tích tụ năng lượng tài lộc theo thời gian. Tranh vẽ phong thủy, đặc biệt là những bức tranh cũ đã treo trong nhà nhiều năm, tích lũy được rất nhiều năng lượng tốt lành. Những bức tranh này không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn giúp kích hoạt tài lộc, thu hút vận may đến với gia đình. Dù bức tranh có cũ kỹ, mờ nhạt theo thời gian, nhưng chính sự lâu đời đó lại làm cho năng lượng phong thủy của nó càng mạnh mẽ. Nếu nhà bạn có những bức tranh phong thủy cũ, đừng vội thay mới. Hãy giữ gìn và bảo quản tốt, vì đó là những bảo vật phong thủy mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Những bức tranh này, với sự tích tụ năng lượng qua nhiều năm tháng, sẽ tiếp tục thu hút tài lộc và mang lại may mắn cho ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, những bức tranh có ý nghĩa phong thủy như tranh sơn thủy, tranh hoa mẫu đơn hay tranh cá chép vượt vũ môn càng có giá trị phong thủy cao khi chúng đã trải qua nhiều năm tháng treo trong nhà. 7. Bát hương cũ trên bàn thờ, nơi kết nối linh thiêng và tài lộc. Bát hương trên bàn thờ là nơi thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên và các vị thần linh, đồng thời cũng là nơi thu hút tài lộc, bảo vệ gia đình. Bát hương càng lâu năm, càng tích tụ nhiều năng lượng linh thiêng. Dù có cũ kỹ, nứt vỡ theo thời gian, nhưng đây là một trong những vật phẩm phong thủy quan trọng không được phép thay mới hoặc vứt bỏ tùy tiện. Bát hương cũ không chỉ giữ vai trò bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo mà còn thu hút tài lộc, giúp gia đình ngày càng phát đạt. Hãy giữ gìn và tôn trọng bát hương cũ trên bàn thờ, vì đó là nơi kết nối với tổ tiên và các vị thần linh, mang lại sự bảo hộ và thịnh vượng. Việc thay bát hương cần được thực hiện cẩn thận, theo đúng phong tục, tránh những rủi ro không đáng có về mặt tâm linh và phong thủy. 8. Khăn trải bàn thờ cũ tượng trưng cho sự bảo vệ và duy trì tài lộc. Khăn trải bàn thờ, dù đã cũ và phai màu theo năm tháng, vẫn mang trong mình một nguồn năng lượng bảo vệ mạnh mẽ. Khăn trải bàn thờ không chỉ là vật dụng để trang trí mà còn là biểu tượng của sự bảo vệ, duy trì tài lộc cho gia đình. Khi khăn trải bàn thờ đã qua nhiều năm sử dụng, nó tích lũy năng lượng từ các lễ cúng, từ sự tôn kính và lòng thành của gia đình, trở thành một vật phẩm phong thủy vô cùng linh thiêng. Đừng vội thay mới khi khăn trải bàn thờ đã cũ, hãy giữ gìn và trân trọng nó, vì đây chính là nơi lưu giữ tài lộc, giúp gia đình bạn ngày càng thịnh vượng. Khăn trải bàn thờ không chỉ mang lại vẻ đẹp trang nghiêm cho không gian thờ cúng mà còn là vật phẩm phong thủy giúp duy trì và bảo vệ nguồn tài lộc của gia đình qua nhiều thế hệ. Những vật phẩm phong thủy dù có cũ kỹ, rách nát theo thời gian nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc thu hút tài lộc, bảo vệ gia đình. Chúng không chỉ là những đồ vật thông thường mà còn là biểu tượng của sự trường tồn, của nguồn năng lượng tích cực đã tích lũy qua nhiều năm tháng. Việc giữ gìn và trân trọng những vật phẩm này không chỉ giúp gia đình duy trì sự thịnh vượng mà còn đảm bảo rằng tài lộc và may mắn sẽ luôn đồng hành cùng bạn. Đừng bao giờ vứt bỏ những bảo vật phong thủy này, vì chúng chính là nguồn năng lượng dồi dào giúp gia đình bạn ngày càng phát đạt, thịnh vượng. Trong cuộc sống hàng ngày, không phải ai cũng để ý đến những dấu hiệu nhỏ bé nhưng tiềm ẩn nhiều ý nghĩa phong thủy, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức khỏe và hạnh phúc của gia đình. Ngôi nhà,
nơi ta sống và nghỉ ngơi, không chỉ là chốn đi về mà còn là nơi tích tụ và lan tỏa những nguồn năng lượng. Những dấu hiệu xấu trong nhà có thể là tín hiệu cảnh báo rằng tai họa hoặc xui xẻo sắp đến. Nếu không kịp thời nhận biết và hóa giải, gia chủ có thể đối diện với những hậu quả nghiêm trọng. Bạn có bao giờ cảm thấy lo lắng khi những vật dụng trong nhà bỗng dưng thay đổi hoặc có những hiện tượng lạ mà bạn không thể giải thích được? Theo phong thủy, mỗi chi tiết nhỏ trong ngôi nhà đều mang một ý nghĩa nhất định, và khi có những biến đổi không bình thường, đó có thể là lời cảnh báo từ vũ trụ rằng có điều không hay sắp xảy ra. Nhận biết được những dấu hiệu này và hành động đúng cách có thể giúp bạn tránh được những rủi ro, bảo vệ tài sản và sự bình yên cho gia đình. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 10 dấu hiệu nguy hiểm trong nhà ở mà nếu bạn bắt gặp, hãy cẩn thận bởi chúng có thể là điềm báo cho những tai họa sắp ập đến. Đây không chỉ là những hiện tượng ngẫu nhiên mà đã được ghi chép và đúc kết từ hàng nghìn năm kinh nghiệm phong thủy, cho thấy sự liên hệ mật thiết giữa môi trường sống và vận mệnh của con người. Đừng bỏ qua những chi tiết nhỏ này, bởi chúng có thể là chìa khóa giúp bạn và gia đình thoát khỏi những điều không may mắn. Một, nước trong hồ cá bẩn đục, cá chết hàng loạt. Hồ cá trong phong thủy tượng trưng cho tài lộc, phú quý. Khi nước trong hồ cá bẩn đục, không được vệ sinh thường xuyên, hoặc cá trong hồ chết hàng loạt, đó là dấu hiệu rất xấu, báo hiệu sự suy giảm nghiêm trọng về tài lộc, sức khỏe và may mắn của gia đình. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn là lời cảnh báo về những rủi ro đang đến gần. Gia chủ cần nhanh chóng thay nước hồ cá, vệ sinh sạch sẽ và chăm sóc tốt cho cá trong hồ. Đảm bảo rằng nước trong hồ luôn trong sạch, lưu thông tốt và cá trong hồ khỏe mạnh, bơi lội vui vẻ. Nếu có thể, hãy xem xét lại vị trí đặt hồ cá có hợp phong thủy hay không để tăng cường năng lượng tích cực và tránh xa những điều không may mắn. 2. Đồ vật trong nhà tự nhiên rơi vỡ không rõ nguyên nhân. Khi đồ vật trong nhà tự nhiên rơi vỡ mà không rõ nguyên nhân, đó là dấu hiệu rất xấu trong phong thủy. Hiện tượng này thường được coi là điềm báo của sự đổ vỡ trong mối quan hệ, tài chính hoặc sức khỏe. Đặc biệt, khi điều này xảy ra liên tục, gia chủ nên cẩn thận vì có thể có điều gì đó rất xấu đang đến gần. Để hóa giải, gia chủ cần dọn dẹp ngay những mảnh vỡ và thay thế những đồ vật đã hỏng. Đồng thời, cần kiểm tra lại các yếu tố phong thủy trong nhà, như vị trí đặt đồ đạc, hướng nhà, để đảm bảo rằng năng lượng trong nhà luôn ổn định và hài hòa. 3. Nước chảy rò rỉ trong nhà, bồn nước bị rỉ nước liên tục. Nước trong phong thủy tượng trưng cho tiền tài, phú quý. Khi hệ thống nước trong nhà bị rò rỉ, đó không chỉ là vấn đề về bảo trì mà còn là dấu hiệu cho thấy tài lộc của gia đình đang bị thất thoát, không thể giữ lại được. Hiện tượng này đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra vào ban đêm, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn là tín hiệu cảnh báo những mất mát về tài chính, công việc. Gia chủ nên kiểm tra và sửa chữa ngay khi phát hiện hệ thống nước bị rò rỉ. Đồng thời, hãy xem xét lại cách bài trí các thiết bị chứa nước trong nhà có hợp phong thủy hay không, ví dụ như bồn rửa bát, máy giặt hay nhà vệ sinh. Đảm bảo rằng nước luôn chảy suôn sẻ, không bị nghẽn tắc, để tài lộc trong gia đình luôn được dồi dào, vững chắc. 4. Đồ vật có hiện tượng rạn nứt, gãy hoặc bị mối mọt tấn công. Khi những đồ vật trong nhà, đặc biệt là những vật dụng bằng gỗ, bất ngờ xuất hiện các vết rạn nứt, gãy hoặc bị mối mọt tấn công, đó không chỉ là dấu hiệu của sự xuống cấp mà còn là điềm báo xấu trong phong thủy. Hiện tượng này thường tượng trưng cho sự suy giảm, đổ vỡ trong mối quan hệ, tài chính hoặc sức khỏe. Đặc biệt, khi hiện tượng này xuất hiện ở những món đồ quan trọng như bàn thờ, cửa chính, hoặc những đồ vật liên quan đến tài sản, gia chủ cần hết sức cẩn trọng. Để hóa giải, gia chủ nên ngay lập tức sửa chữa hoặc thay thế những món đồ bị hỏng. Đồng thời, cần kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến mối mọt, đảm bảo rằng các đồ vật trong nhà luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Điều này không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn duy trì năng lượng tích cực, mang lại sự bình an cho gia đình. 5. Gương trong nhà bị nứt hoặc vỡ. Gương là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhưng theo phong thủy, gương còn là vật có khả năng phản chiếu và khuếch đại năng lượng. Khi gương trong nhà bị nứt hoặc vỡ, đó không chỉ là dấu hiệu của sự đứt gãy trong mối quan hệ mà còn có thể là dấu hiệu báo trước tai họa.
gương vỡ tượng trưng cho sự tan vỡ, chia ly và những điều không may mắn. Nếu không kịp thời xử lý, gia chủ có thể gặp phải những rủi ro trong công việc, tài chính hoặc sức khỏe. Ngay khi phát hiện gương bị nứt hoặc vỡ, gia chủ nên thay thế ngay lập tức và tránh giữ lại những mảnh gương vỡ trong nhà. Nếu có thể, hãy dọn dẹp sạch sẽ và cẩn thận vứt bỏ những mảnh gương vỡ ra khỏi nhà, đồng thời sắp xếp lại không gian để tạo ra sự cân bằng, hài hòa. 6. Đồng hồ trong nhà ngừng chạy hoặc chạy ngược. Đồng hồ không chỉ là dụng cụ để đo thời gian mà còn mang ý nghĩa phong thủy quan trọng. Khi đồng hồ trong nhà bỗng dưng ngừng chạy hoặc chạy ngược, đó là dấu hiệu xấu, tượng trưng cho sự ngưng trệ, tụt lùi và thậm chí là báo hiệu cho cái chết. Đặc biệt, nếu đồng hồ ngừng chạy vào thời điểm đêm khuya hoặc sáng sớm, gia chủ nên cẩn trọng vì đây có thể là dấu hiệu báo trước những biến cố lớn sắp xảy ra. Để hóa giải, cần thay pin hoặc sửa chữa đồng hồ ngay lập tức, đồng thời đặt lại đồng hồ ở vị trí phù hợp phong thủy, tránh đặt ở những nơi tối tăm hoặc gần cửa ra vào. Nếu đồng hồ quá cũ và không thể sửa chữa, tốt nhất là nên thay thế bằng một chiếc đồng hồ mới để tránh mang lại những điều không may mắn. 7. Cửa ra vào kêu kẽo kẹt, khó mở hoặc bị sập mạnh. Cửa ra vào là nơi tiếp nhận năng lượng từ bên ngoài vào nhà, là miệng của ngôi nhà. Khi cửa ra vào có những vấn đề như kêu kẽo kẹt, khó mở hoặc bị sập mạnh, đó không chỉ gây khó chịu mà còn là dấu hiệu cho thấy năng lượng tốt không thể vào nhà một cách suôn sẻ. Điều này có thể dẫn đến tài lộc bị đình trệ, may mắn không đến với gia đình. Gia chủ cần kiểm tra và sửa chữa ngay các vấn đề liên quan đến cửa ra vào. Đảm bảo rằng cửa ra vào hoạt động trơn tru, không có âm thanh khó chịu và dễ dàng mở ra đón nhận những điều tốt đẹp. Nếu có thể, hãy xem xét lại vị trí và hướng cửa ra vào để phù hợp hơn với phong thủy, tăng cường thu hút tài lộc và may mắn. 8. Màu sơn tường nhà bị phai nhạt hoặc bong tróc. Màu sơn tường nhà không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong phong thủy, tượng trưng cho sự bảo vệ và năng lượng của ngôi nhà. Khi màu sơn tường bị phai nhạt, bong tróc hoặc xuống cấp, đó có thể là dấu hiệu cho thấy năng lượng bảo vệ ngôi nhà đang suy yếu, tài lộc và may mắn cũng có thể bị ảnh hưởng theo. Để khắc phục, gia chủ nên sớm sơn lại tường nhà, lựa chọn màu sắc phù hợp với phong thủy và sở thích cá nhân. Việc duy trì màu sơn tươi mới, đều đẹp không chỉ giúp ngôi nhà trở nên sáng sủa, hấp dẫn mà còn giúp duy trì năng lượng tích cực, bảo vệ tài lộc và hạnh phúc của gia đình. 9. Cây cảnh trong nhà héo úa, chết dần chết mòn. Cây cối trong nhà không chỉ tạo ra không gian xanh mát mà còn là biểu tượng của sự sống, năng lượng và tài lộc. Khi cây cảnh trong nhà bỗng dưng héo úa, lá rụng nhiều hoặc chết không rõ lý do, đó có thể là dấu hiệu cho thấy năng lượng tích cực trong ngôi nhà đang bị suy giảm nghiêm trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tài lộc mà còn có thể là dấu hiệu của những điều không may sắp xảy ra. Để hóa giải, gia chủ cần nhanh chóng thay thế cây mới, đồng thời kiểm tra lại vị trí đặt cây có phù hợp phong thủy hay không. Nếu cây đặt ở những nơi không đón được ánh sáng tự nhiên hoặc nơi có khí độc, hãy di chuyển đến vị trí tốt hơn để cây có thể phát triển mạnh mẽ trở lại. 10. Gạch lát nền bị vỡ hoặc phồng rộp. Gạch lát nền là biểu tượng cho sự ổn định, chắc chắn trong phong thủy. Khi gạch lát nền bị vỡ, nứt hoặc phồng rộp, đó không chỉ là vấn đề về thẩm mỹ mà còn là dấu hiệu cho thấy sự không ổn định trong cuộc sống, công việc hoặc các mối quan hệ gia đình. Đặc biệt, khi hiện tượng này xảy ra ở khu vực bếp hoặc phòng khách, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc và sự hài hòa trong gia đình. Để khắc phục, gia chủ cần nhanh chóng sửa chữa hoặc thay thế những viên gạch hỏng, đảm bảo sự bằng phẳng, vững chắc cho không gian sống. Ngoài ra, cần kiểm tra lại nền móng của ngôi nhà, xem xét liệu có vấn đề gì về cấu trúc có thể gây ra hiện tượng này hay không, để từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. Trong phong thủy, ngôi nhà không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là một thực thể sống, phản ánh trạng thái năng lượng của những người sống trong đó. Khi nhận thấy những dấu hiệu không bình thường, đó có thể là lời cảnh báo để bạn cần phải hành động ngay lập tức. Hiểu và nắm vững các dấu hiệu phong thủy không chỉ giúp bạn tránh được những rủi ro mà còn giúp tạo nên một không gian sống bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Hãy luôn chú ý đến ngôi nhà của bạn, vì đó chính là nơi bắt đầu của mọi may mắn, tài lộc và hạnh phúc trong cuộc đời. Trong cuộc đời,
ai cũng mong muốn một cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc và gia đình luôn bình an, phát triển. Nhưng ít ai nhận ra rằng ngôi nhà mà chúng ta sinh sống hàng ngày có thể là một yếu tố quyết định lớn đến vận may và tài lộc. Ngôi nhà không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là nơi tích lũy năng lượng, tạo nên những tác động trực tiếp đến sự phát triển và vận mệnh của gia chủ. Nếu biết cách sắp xếp và duy trì một môi trường sống hài hòa, chúng ta có thể thu hút được những năng lượng tích cực, giúp cuộc sống trở nên suôn sẻ, tài lộc dồi dào. Nhưng ngược lại, nếu vô tình giữ trong nhà những thứ xui xẻo, chúng có thể mang lại vận rủi, làm tiêu tan tài lộc và khiến gia chủ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó có thể là những món đồ tưởng chừng vô hại nhưng lại mang năng lượng tiêu cực, cản trở dòng chảy thịnh vượng vào nhà. Đôi khi, việc chúng ta không để ý đến những chi tiết nhỏ này có thể dẫn đến hậu quả lớn, làm gia đình trở nên lụi bại, khó lòng phát triển, dù cho có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa. Hãy thử tưởng tượng, bạn có một ngôi nhà được trang trí đẹp đẽ, nhưng trong góc khuất có một món đồ mang năng lượng xấu. Theo thời gian, món đồ này không chỉ làm giảm đi sự hài hòa của không gian sống mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh của bạn và cả gia đình. Bạn có biết rằng, giữ trong nhà những thứ xui xẻo này có thể khiến cả đời bạn trắng tay, mãi mãi không thể phất lên được. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 6 thứ đồ vật mà theo phong thủy và tâm linh, nếu giữ trong nhà sẽ mang lại sự xui xẻo, nghèo khó và cản trở con đường thịnh vượng của gia chủ. Việc loại bỏ những món đồ này khỏi ngôi nhà không chỉ giúp làm sạch không gian sống mà còn mở ra cơ hội cho những nguồn năng lượng tích cực tràn vào, giúp gia đình bạn trở nên phát đạt và hạnh phúc hơn. Hãy cùng tôi tìm hiểu chi tiết từng món đồ và lý do tại sao chúng lại mang đến điều xui xẻo, để từ đó bạn có thể bảo vệ ngôi nhà của mình khỏi những điều không may và thu hút những vận may lớn hơn. Một, đồ vật bị hư hỏng hoặc vỡ nát, tượng trưng cho sự đổ vỡ và khó khăn. Đồ vật bị hư hỏng hay vỡ nát, dù là những vật dụng nhỏ như cốc, đĩa, gương hay lớn hơn như đồ nội thất, đều mang ý nghĩa tiêu cực trong phong thủy. Theo quan niệm, những đồ vật này không chỉ phản ánh sự đổ vỡ về mặt vật chất mà còn là dấu hiệu của sự suy tàn, mất mát. Nếu giữ lại chúng trong nhà, chúng sẽ mang lại năng lượng tiêu cực, khiến gia đình gặp khó khăn trong công việc, tài chính cũng như sức khỏe. Ví dụ, gương bị nứt hoặc vỡ thường được coi là điềm xấu, bởi gương là biểu tượng của sự phản chiếu và thanh lọc năng lượng. Khi gương bị nứt, nó sẽ không còn khả năng phản chiếu rõ ràng và có thể dẫn đến sự rối loạn trong cuộc sống. Tương tự, các vật phẩm như chén đĩa bị sứt mẻ cũng mang lại cảm giác thiếu hoàn hảo, tượng trưng cho sự thiếu hụt và đổ vỡ trong mối quan hệ và tài lộc. 2. Cây cảnh héo úa hoặc chết, đẩy lùi năng lượng tích cực. Cây cảnh trong nhà không chỉ mang lại không khí trong lành mà còn là biểu tượng của sự sống, sự phát triển và thịnh vượng. Tuy nhiên, nếu bạn để cây cảnh héo úa hoặc chết khô trong nhà, đó sẽ là dấu hiệu xấu trong phong thủy. Cây chết tượng trưng cho sự đình trệ, sự ngưng lại của dòng chảy năng lượng và có thể gây cản trở con đường tài lộc của gia chủ. Giữ cây héo úa trong nhà không chỉ làm giảm đi vẻ đẹp của không gian sống mà còn thu hút năng lượng tiêu cực, làm gia đình rơi vào tình trạng bế tắc, khó khăn. Vì vậy, nếu bạn nhận thấy cây cối trong nhà không còn tươi tốt, hãy loại bỏ chúng ngay và thay thế bằng cây mới, khỏe mạnh để đảm bảo rằng nguồn năng lượng tích cực luôn tràn đầy. 3. Đồ vật bị bỏ rơi hoặc lấy lại từ nơi không rõ nguồn gốc, mang năng lượng xấu từ quá khứ. Đồ vật bị bỏ rơi hoặc những vật phẩm đã qua tay nhiều người và được lấy lại từ những nơi không rõ nguồn gốc có thể mang theo năng lượng không tốt từ quá khứ. Những vật phẩm này có thể đã trải qua nhiều thăng trầm, chứa đựng những năng lượng xấu từ những người chủ cũ. Khi bạn giữ chúng trong nhà, chúng có thể làm thay đổi môi trường năng lượng của gia đình, kéo theo những điều xui xẻo, rủi ro. Ví dụ, đồ cổ không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những vật phẩm có liên quan đến các nghi lễ hoặc sự kiện tiêu cực, có thể mang lại vận đen cho ngôi nhà. Đó có thể là những chiếc ghế cũ, những chiếc bình hoa đã qua sử dụng, hoặc những món đồ trang sức bị bỏ quên. Chúng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tài lộc và cả tinh thần của gia đình. 4. Vật phẩm có hình dáng kỳ quái hoặc sắc nhọn, tạo ra sự xung đột và năng lượng tiêu cực. Những vật phẩm có hình dáng kỳ quái, sắc nhọn hoặc mang tính công kích không nên được giữ trong nhà. Theo phong thủy, những vật phẩm này có thể tạo ra năng lượng xung đột,
làm gia đình thường xuyên gặp tranh chấp, mâu thuẫn và cản trở dòng chảy thịnh vượng. Hình dạng sắc nhọn như dao, kiếm hoặc những vật phẩm có góc cạnh thường mang tính công kích, làm suy yếu sự hòa thuận trong gia đình. Ví dụ, những vật phẩm trang trí có hình dạng quá kỳ lạ, sắc nhọn có thể gây ra sự bất an và xung đột trong gia đình. Chúng không chỉ làm mất đi vẻ đẹp hài hòa của ngôi nhà mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, làm gia đình dễ bị căng thẳng, mâu thuẫn. 5. Đồ vật mang tính tiêu cực như hình ảnh của sự chết chóc, đau khổ, thu hút vận rủi và khó khăn. Những vật phẩm hoặc hình ảnh tượng trưng cho sự chết chóc, đau khổ như tranh ảnh, tượng hoặc đồ trang trí có hình ảnh đen tối có thể thu hút vận rủi và năng lượng tiêu cực vào nhà. Những vật phẩm này không chỉ làm cho không gian sống trở nên nặng nề mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng, tinh thần của các thành viên trong gia đình. Giữ những hình ảnh tiêu cực trong nhà có thể làm giảm đi sự may mắn, tài lộc và gây ra những vấn đề liên quan đến sức khỏe và tâm lý. Ví dụ, những bức tranh miêu tả sự đau khổ, u ám hay các bức tượng có hình ảnh gây cảm giác nặng nề đều không nên giữ trong nhà. Chúng có thể làm mất đi sự cân bằng năng lượng, khiến gia đình luôn gặp khó khăn trong cuộc sống. 6. Những vật phẩm bị phong ấn hoặc mang lời nguyền, đem lại vận đen và xui xẻo. Những vật phẩm bị phong ấn hoặc được cho là mang lời nguyền thường chứa đựng những năng lượng tiêu cực vô cùng mạnh mẽ. Nếu giữ chúng trong nhà, không những không mang lại may mắn mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như bệnh tật, thất bại trong sự nghiệp, hoặc thậm chí là tai họa. Những vật phẩm này thường có nguồn gốc từ những sự kiện tiêu cực trong quá khứ và mang theo năng lượng xấu, cản trở sự phát triển của gia chủ. Ví dụ, các vật phẩm từ các khu vực bị phong ấn, có liên quan đến các nghi lễ cổ xưa hoặc lời nguyền là những món đồ không nên giữ lại. Điều này bao gồm những cuốn sách cổ, những viên đá mang lời nguyền hoặc các vật phẩm đã qua các nghi thức phong ấn. Ngôi nhà là nơi hội tụ của các dòng năng lượng và ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của gia chủ. Những đồ vật xui xẻo có thể là nguyên nhân khiến cho gia đình gặp khó khăn, tài lộc tiêu tan và sức khỏe suy giảm. Hãy luôn chú ý đến những vật phẩm trong nhà, loại bỏ ngay những thứ mang năng lượng tiêu cực để thu hút những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta thường bận rộn với công việc, lo toan gia đình và ít khi để ý đến những thay đổi nhỏ nhặt xung quanh mình. Tuy nhiên, có những thay đổi nhỏ tưởng chừng như vô tình lại mang trong mình những dấu hiệu đặc biệt từ vũ trụ, báo hiệu những điều may mắn hoặc khó khăn sắp đến. Từ xa xưa, ông bà ta đã truyền lại nhiều kinh nghiệm và quan sát tinh tế về những thay đổi trong môi trường xung quanh như một cách để hiểu và dự đoán tương lai. Phong thủy, tử vi và tâm linh luôn cho rằng mọi sự vật, hiện tượng xảy ra xung quanh chúng ta đều mang theo một ý nghĩa sâu sắc. Những sự thay đổi dù nhỏ bé nhất trong ngôi nhà của bạn cũng có thể là tín hiệu vũ trụ gửi đến, dự báo về những sự kiện lớn lao sắp xảy ra. Đặc biệt, có những thay đổi quanh nhà mà nếu bạn chú ý đến, chúng có thể là điềm báo rằng gia chủ sắp phát tài, giàu to và thậm chí có thể ngồi không hưởng lộc trời ban. Những dấu hiệu này không phải là ngẫu nhiên mà thường là kết quả của những tương tác năng lượng trong không gian sống của bạn. Khi bạn sống hài hòa với môi trường xung quanh, cân bằng năng lượng trong ngôi nhà, các yếu tố phong thủy được sắp xếp hợp lý, thì vận khí sẽ tự động lưu thông và mang lại nhiều tài lộc. Ngược lại, nếu không chú ý đến những thay đổi này, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội tốt, thậm chí gặp phải những vận xui không mong muốn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 6 dấu hiệu quan trọng quanh nhà mà nếu bạn thấy chúng đột nhiên thay đổi, hãy sẵn sàng đón nhận những điều may mắn, tài lộc đến với mình. 1. Bất ngờ nhận được những món quà hoặc tiền bạc từ người khác. Có khi nào bạn đột nhiên nhận được một món quà hay một khoản tiền từ người khác mà bạn không ngờ tới? Điều này không chỉ đơn giản là sự hào phóng của người tặng, mà còn có thể là một dấu hiệu cho thấy tài lộc đang đến gần. Trong phong thủy, những món quà này tượng trưng cho sự thịnh vượng, báo hiệu một giai đoạn mới đầy may mắn và thành công. Những món quà này, dù lớn hay nhỏ, cũng là biểu tượng của sự gia tăng về tài sản và vận may. Những điều bất ngờ này cũng có thể mở ra những cơ hội mới cho bạn trong công việc hay cuộc sống. Có thể đó là một lời mời đầu tư, một cơ hội kinh doanh béo bở, hoặc đơn giản là sự hỗ trợ tài chính đúng lúc. Điều quan trọng là bạn cần biết trân trọng và sử dụng những món quà này một cách khôn ngoan để tiếp tục thu hút thêm nhiều tài lộc vào nhà.
2. Đột nhiên ngửi thấy mùi hương thơm dễ chịu mà không rõ nguồn gốc. Nếu một ngày, bạn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm ngát lan tỏa trong nhà mà không rõ nguồn gốc từ đâu, hãy xem đó là một dấu hiệu tốt lành. Trong phong thủy, mùi hương dễ chịu là biểu tượng của sự thanh tịnh, tinh khiết, và nó mang theo những năng lượng tích cực. Mùi hương này có thể là sự hiện diện của các linh hồn bảo vệ hoặc là dấu hiệu của vận may đang đến gần. Những mùi hương này thường xuất hiện một cách bất ngờ, không có nguyên nhân rõ ràng, và mang lại cảm giác bình yên, thư thái. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy không gian sống của bạn đang được bảo vệ và sẽ sớm đón nhận những điều tốt đẹp. Hãy để ý và đón nhận những cơ hội tài chính hoặc những thay đổi tích cực trong cuộc sống mà mùi hương này báo hiệu. 3. Vật nuôi trong nhà sinh sản hoặc có sức khỏe tốt hơn. Vật nuôi không chỉ là những người bạn đồng hành trung thành mà còn là những chỉ số phong thủy quan trọng trong ngôi nhà. Khi bạn nhận thấy vật nuôi của mình đột nhiên sinh sản hoặc trở nên khỏe mạnh hơn một cách bất ngờ, đây chính là dấu hiệu của sự thịnh vượng. Sự xuất hiện của những chú cún, mèo con mới sinh không chỉ mang lại niềm vui mà còn là biểu hiện của sự sinh sôi, nảy nở về tài lộc và vận may. Trong phong thủy, vật nuôi khỏe mạnh tượng trưng cho dòng chảy năng lượng tốt, cho thấy ngôi nhà của bạn đang đón nhận những nguồn năng lượng tích cực. Khi chúng sinh sản, điều này càng khẳng định rằng gia đình bạn sẽ được ban phúc, tài lộc sẽ dồi dào và mọi việc sẽ suôn sẻ. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn thực hiện những kế hoạch lớn, bởi vận may đang đứng về phía bạn. 4. Đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót quanh nhà vào sáng sớm. Tiếng chim hót vào buổi sáng sớm luôn mang lại cảm giác bình yên và hạnh phúc. Nhưng nếu bạn đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót nhiều hơn bình thường quanh nhà, đây có thể là một dấu hiệu may mắn. Chim chóc, trong phong thủy, được coi là sứ giả của trời đất, mang theo những thông điệp về sự thịnh vượng và niềm vui. Tiếng chim hót quanh nhà vào buổi sáng có thể là điềm báo cho sự thăng tiến trong công việc hoặc một cơ hội tài chính mới đang đến với bạn. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy môi trường sống của bạn đang rất hài hòa, với những dòng năng lượng tích cực đang luân chuyển. Hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp mà tiếng chim hót này mang lại, và bạn sẽ thấy cuộc sống của mình ngày càng trở nên sung túc, đầy đủ hơn. 5. Cây cối trong nhà đột nhiên xanh tươi hơn hoặc ra hoa trái bất ngờ. Cây cối tượng trưng cho sự sống, sự phát triển và sự thịnh vượng. Khi cây trong nhà hoặc ngoài sân vườn đột nhiên xanh tốt hơn, lá cành sum suê hoặc bất ngờ ra hoa trái, đó là dấu hiệu cực kỳ tốt về mặt phong thủy. Điều này cho thấy năng lượng tích cực đang dồi dào trong không gian sống của bạn, báo hiệu sự phát tài, thịnh vượng sắp đến. Cây cối xanh tốt và ra hoa trái bất ngờ là biểu hiện của sự gia tăng tài lộc. Nếu bạn có những cây cảnh lâu năm mà chưa từng ra hoa, nhưng đột nhiên chúng nở rộ, hãy sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới, những dự án mang lại lợi nhuận lớn. Đây là lúc bạn nên đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, vì mọi điều kiện đã chín mùi để mang lại thành công. 6. Nhận được lời mời tham gia các sự kiện quan trọng hoặc gặp gỡ những người có ảnh hưởng. Cuộc sống không ngừng thay đổi, và những cơ hội mới luôn xuất hiện. Khi bạn đột nhiên nhận được lời mời tham gia các sự kiện quan trọng hoặc gặp gỡ những người có tầm ảnh hưởng, đó là dấu hiệu rõ ràng rằng vận may đang đến gần. Những cơ hội này thường không xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà là kết quả của sự thay đổi tích cực trong vận khí của bạn. Những cuộc gặp gỡ này có thể mở ra những cơ hội mới, mang lại lợi ích tài chính hoặc giúp bạn thăng tiến trong công việc. Hãy đón nhận chúng với tâm thế cởi mở và lạc quan, và bạn sẽ thấy cuộc sống của mình ngày càng thịnh vượng hơn. Đây là thời điểm bạn cần tận dụng để tạo dựng các mối quan hệ, mở rộng mạng lưới kết nối và tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân. Những dấu hiệu quanh nhà không chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà còn mang trong mình những ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Khi bạn nhận thấy những thay đổi đột ngột nhưng tích cực, hãy tin rằng đó là những tín hiệu tốt lành từ vũ trụ, báo hiệu rằng tài lộc và may mắn đang trên đường đến với bạn. Hãy đón nhận những điều tốt đẹp này bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần lạc quan, để biến những cơ hội thành hiện thực, mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình bạn.